Nhà chức trách ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 8 xác nhận một số người dân tại một điểm tiêm chủng đã bỏ về sau khi được thông báo vaccine tiêm cho họ là của Trung Quốc. Vụ việc thu hút sự chú ý sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội quay lại cảnh đấu khẩu to tiếng giữa một số người dân với cán bộ y tế về loại vaccine ngừa COVID-19 được cung cấp. Sau khi được thông báo họ sẽ được tiêm vaccine Verocell của hãng Sinopharm của Trung Quốc, một số người bày tỏ lo ngại về sự an toàn và phản ứng mạnh mẽ. Họ đứng dậy và đi ra khỏi điểm tiêm chủng trong khi vẫn có những người khác ngồi lại. Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 8 xác nhận vụ việc được ghi lại trong video là có thật, theo VTC News. Ban Tuyên giáo Thành phố cho biết ban đầu vaccine được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên đến 9 giờ sáng thì tiêm hết loại vaccine này. Sau đó quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vaccine Sinopharm và có một số người dân bỏ về. VOA cố gắng liên lạc với đại diện chính quyền quận Nhất để hỏi thêm thông tin, nhưng không kết nối được. Bộ Y tế Việt Nam hôm 11 tháng 8 đã chính thức đồng ý bằng văn bản cho Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell đã nhập khẩu từ Trung Quốc để tiêm cho người dân. Dù vậy, vẫn có nhiều người không muốn tiêm vaccine của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine.